Thưa quý vị và bà con, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công dự án sửa chữa tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên đang tập trung nhân lực, vật lực để triển khai công tác sửa chữa. Mục tiêu là hoàn thành công trình trước dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và phương tiện giao thông qua lại. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại khu vực đèo Quán Cau, huyện Tuy An, đơn vị thi công đang tiến hành bóc tách nhựa cũ, làm lại móng và thảm nhựa. Đây là khu vực nền đường thường xuyên bị hư hỏng do nền địa chất yếu. Vì vậy, trước khi thảm nhựa mặt đường, đơn vị thi công phải đổ một lớp nền bê tông xi măng với độ dày gần 20 cm. Cái đoạn đèo này là cái mặt đường với cái móng đường của nó hư hỏng nhiều quá mà nó có ảnh hưởng của cái địa chất ấy. Thế thành thử ra là nó cứ hư hỏng liên tục. Về xử lý nó không triệt để hết được. Các dự án cũng đã xử lý rồi nhưng mà nó không triệt để. Trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên, trong năm nay có 10 dự án sửa chữa mặt đường với tổng kinh phí là 300 tỷ đồng. Trong đó phải tập trung xử lý dứt điểm các đoạn tuyến bị sụt lún, bong chóc nền đường. Nhân lực và máy móc thiết bị thì tập trung tối đa vào các công trình. Trong quá trình thi công thì cơ bản nhất là cái đảm bảo giao thông. Thì anh em tập trung tắt các mũi. Các mũi thi công là đều có người phân luồng, phân làn đầy đủ. Trong quá trình thực hiện dự án thì cả bên tư vấn giám sát phối hợp cùng với nhà thầu là trước khi triển khai dự án thì các cái thủ tục bố trí biển báo, phân người đảm bảo giao thông hai đầu, hệ thống thọc tiêu đầy đủ. Được biết các dự án sửa chữa mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên hiện đều được chuyển tiếp từ năm 2022 sang. Do đó các đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ triển khai để hoàn thành dự án trước mùa mưa bão năm 2023.